Real Madrid và Barcelona bước vào trận El Clasico ở đêm nay với tâm thế hoàn toàn khác nhau. Trong khi Los Blancos vừa mới đánh bại được Man City để đặt chân vào vòng bán kết của Champions League, thì ở chiều ngược lại, gã khổng lồ xứ Catalan lại chìm trong bầu không khí ảm đạm khi để Paris Saint-Germain tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục ngay tại sân nhà Olympic. Với tinh thần đang ở mức chạm đỉnh cùng với đó là lợi thế được thi đấu trên sân nhà, Real Madrid là những người được đánh giá cao hơn ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, ở một cuộc đối đầu trực tiếp như thế này, chúng ta sẽ chẳng thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra cả. Hơn nữa, Barcelona cũng có đôi chút lợi thế về mặt quân lực trong trận đấu hôm nay với việc thi đấu trước một ngày hồi giữa tuần. Cùng với đó là Real Madrid vừa phải trải qua 120 phút đầy căng thẳng. Tất nhiên là những nhân tố chủ chốt của huấn luyện viên Xavi Hernandez sẽ có nhiều thời gian hơn để phục hồi thể trạng cho chuyến làm khách đầy cam go đến Santiago Bernabeu. Ngay khi tiếng còi khai cuộc vừa vang lên, như thường lệ, đội khách là những người chủ động giành lấy quyền kiểm soát bóng để triển khai các miếng tấn công của mình. Trong khi đó, với thứ triết lý quá quen thuộc, bóng là của bạn, còn chiến thắng là của chúng tôi, huấn luyện viên Carlo Ancelotti vẫn chỉ định cho các học trò kéo về phần sân nhà, xây chắc cầu phòng tuyến và chờ đợi thêm để tung ra những đòn hồi mã thương sắc lẹm. Tuy nhiên, ngay cả Ancelotti cũng không thể ngờ được rằng đội bóng của ông lại sớm phải nhận một gáo nước lạnh. Sớm như vậy, chỉ mới phút thứ 6 thôi, Andreas Christensen đã lên tiếng để mang về bàn thắng mở tỷ số cho những vị khách đến từ xứ sở Catalan. Xuất phát từ một tình huống đá phạt góc bên phía cánh phải, thủ thành Andre Rounin đã mắc sai lầm trong pha chọn điểm rơi của mình. Để rồi khi bóng vừa trôi qua tay của anh, thì Christensen đã có mặt rất đúng lúc để tận dụng điều đó thành bàn thắng. Bàn thua ngay từ sớm khiến các cổ động viên của Real Madrid có mặt trên khán đài như chết lặng. Andre Rounin mới cách đây ít ngày thôi còn được hô hào tán thưởng, thậm chí còn được xem như người hùng của họ trên loạt luân lưu với Man City. Nhưng giờ đây, anh lại để mắc một lỗi hết sức trời ơi đất hỡi, khiến đội nhà lâm vào thế khó. Dẫu rằng thời gian phía trước là còn rất dài để Real Madrid có thể xoay chuyển được cục diện của trận đấu, song ít nhiều gì thì nó cũng đã phá hỏng những toan tính của huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Ngay lập tức Real Madrid đã tràn lên để tìm kiếm những lời đáp trả cho riêng mình. Xuất phát từ tình huống lao vào đá nối cận thành của Vinicius Junior, chỉ một chút nữa thôi, ngôi sao chạy cánh người Brazil đã lấy lại trận đấu cho đội chủ nhà chỉ sau một phút bị dẫn trước. Nhưng đáng tiếc, bóng lại đi vọt sang ngang trong gang tấc. Bàn thắng mở tỷ số thật sự đã mở ra một bước ngoặt cho trận đấu này. Giờ đây, cả hai đội đang mang đến một thế trận đôi công với những màn ăn miếng trả miếng hết sức căng thẳng. Các tình huống bắn phá, những lần đặt khung gỗ của đối phương và tình trạng báo động, tất cả mang đến một cảm giác rằng bàn thắng sẽ lại đến bất kỳ một lúc nào vậy. Và rồi, trước sức ép khủng khiếp mà đội bóng áo trắng đã tạo ra, cuối cùng thì cũng có một cái tên bên phía Barca mắc sai lầm. Đó là một pha bóng mà Lucas Vazquez đã xâm nhập vào vòng cấm và thực hiện một pha ngoặt bóng điêu luyện. Một Cubasi còn non nớt về mặt kinh nghiệm đã lập tức rơi vào bẫy. Pha phạm lỗi của trung vệ 17 tuổi rõ ràng đến mức khiến trọng tài lập tức chỉ tay và chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Vinicius đã không mắc bất cứ một sai lầm nào để mang về bàn thắng san bằng cách biệt cho đội nhà. Mặc dù rằng trong pha đối mặt này, Ter Stegen đã phán đoán chính xác hướng sút của ngôi sao sinh năm 2000 và suýt chút nữa thì đã có thể chạm tay vào bóng. Nhưng phải thừa nhận, cú sút của Vinicius Junior là rất quyết đoán và độ căng của nó thì gần như là không thể cản phá. Dù kết quả của trận đấu đã trở về vạch xuất phát, nhưng nhịp độ của nó thì vẫn chưa có dấu hiệu giảm đi. Mà ngược lại, cả Real Madrid và Barcelona vẫn duy trì một sức ép thường trực về phía khung thành của đối phương. Phút 28, tưởng chừng như Barca lại vươn lên sau cú đánh gót tinh tế của Lamine Yamal, khiến cả hàng phòng ngự của Real Madrid bị sững lại trong một vài nhịp. Tuy nhiên, Lunin vẫn kịp tỉnh táo để có thể cản bóng ngay trước vạch vôi. VAR đã phải vào cuộc để xác định xem bóng đã vào lưới hay chưa, nhưng cuối cùng Lunin thật sự đã từ chối bàn thắng của Barca. Bên cạnh những đợt tấn công nguy hiểm mà hai đội tạo ra, người hâm mộ còn được chứng kiến những pha tranh chấp nảy lửa trên khắp các điểm nóng của trận đấu. Quả thật đúng với tính chất của một trận cầu kinh điển, có cảm tưởng rằng các cầu thủ ngày hôm nay đang bước vào sân với 200% công lực vậy. Tuy nhiên, dù diễn ra hết sức kịch tính là thế, nhưng trong suốt phần còn lại của hiệp thi đấu thứ nhất, cả hai đội vẫn không thể tìm được đường vào khung thành của đối thủ thêm một lần nào nữa. Có chăng điều khiến các cổ động viên của đội khách phải lo ngại trong hiệp 2 đó chính là hình ảnh Frankie de Jong phải rời sân bằng cáng ở những phút bù giờ. Nhưng khoảnh khắc mà tiền vệ người Hà Lan ôm mặt nằm sân hay sau đó là vẻ mặt tuyệt vọng của anh ở trên cáng, các cu lê có thể phần nào đoán được mức độ nghiêm trọng của chấn thương mà anh đang gặp phải. Chắc chắn rằng đây sẽ là một thiệt thòi không hề nhỏ của Barca trong trận đấu này nói riêng
và trong cả phần còn lại của mùa giải nói chung. Bước sang hiệp 2 vẫn là một kịch bản tương tự, trong khi các ngôi sao tấn công bên phía đội chủ nhà như là Jude Bellingham hay Vinicius vẫn đang hô phong hoán vũ với những cú dứt điểm nguy hiểm, thì Barca cũng đặc biệt nguy hiểm những khi có bóng và tổ chức tấn công. Minh chứng rõ nét nhất chính là tình huống bứt tốc của Ferran Torres để thoát xuống đối mặt với thủ thành lùi nhìn. Đó thật sự là một pha bóng mà anh đã làm rất tốt trong việc chọn vị trí, đua tốc độ và sức cản lướt với Camavinga. Nhưng đáng tiếc thứ mà cầu thủ người Tây Ban Nha còn thiếu đó là sự sắc bén trong cú dứt điểm cuối cùng khi chỉ có thể đưa bóng đi chạch cột dọc trong gang tấc. Nhưng các cổ động viên của Barca đã không phải chờ đợi thêm quá lâu để một lần nữa cùng nhau ăn mừng bàn thắng ngay tại Bernabeu. Chỉ 3 phút sau pha bỏ lỡ của Ferran Torres, bóng cuối cùng đã thật sự nằm gọn trong lưới của thủ thành lùi nhìn. Xuất phát từ một đường truyền vào vòng cấm với quỹ đạo cực kỳ khó chịu của Yaman, buộc lùi nhìn phải bay người cản phá. Nhưng rồi bóng lại bật ra đến đúng vị trí của Fermín López và trước một khung thành đã mở toang thì anh đã không bỏ lỡ thời cơ để điền tên mình lên bàn điểm số. Những tưởng trong những phút còn lại của trận đấu thì Real Madrid sẽ phải thi đấu dưới sức ép của một đội bám đuổi và thậm chí là đánh mất 3 điểm ngay tại Santiago Bernabeu. Tuy nhiên những khi bị dồn vào thế chân tường thì nội tại của đội bóng này mới thực sự thức tỉnh. Niềm vui của người hâm mộ của đội khách đã không tồn tại quá lâu. 4 phút sau, Vinicius Junior có đường căng ngang tuyệt đẹp loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự đối phương để Lucas Vázquez băng vào gỡ hòa cho Real Madrid. Lại là Vázquez và những dấu ấn của mình trong ngày hôm nay. Ngay sau trận đấu với Man City, cái tên của anh đã xuất hiện không ít trên các phương tiện truyền thông bởi tình yêu cho đội bóng, thái độ chuyên nghiệp và cả dấu ấn bản lĩnh ở các lượt luân lưu. Và sau hôm nay, chắc chắn anh sẽ còn được nhắc đến nhiều hơn nữa khi đã góp công lớn vào cả 2 bàn thắng mà đội nhà có được. Ở những phút tiếp theo, dù cả hai vẫn tạo ra được không ít những cơ hội rõ nét cho riêng mình, nhưng lại không thể thành công ở những khâu ra quyết định cuối cùng. Và rồi khi trận đấu càng trôi về cuối, thời điểm mà nhiều người đã bắt đầu nghĩ đến một kết quả hòa, thì Real Madrid đã thật sự giành trọn được 3 điểm bằng phút giây lóe sáng của một cá nhân. Người đó không ai khác chính là Jude Bellingham, một pha xâm nhập vòng cấm khôn ngoan, một cú dứt điểm tung nóc lưới và cuối cùng là một màn ăn mừng đầy ngạo nghễ quen thuộc. Bellingham thật sự đã biến những phút bù giờ thành sân khấu của mình. Đây không phải là lần đầu tiên mà ngôi sao người Anh khiến Barca phải chết lặng với những lần tỏa sáng của mình. Nhưng có lẽ đây sẽ là lần mà họ cảm thấy cay đắng nhất. 2 lần vươn lên dẫn trước, thậm chí là có những thời điểm tưởng chừng như họ đã nắm 3 điểm trong tay rồi. Nhưng kết cục, đây lại là một ngày khác mà họ phải sắm vai nạn nhân bất đắc dĩ của những màn lội ngược dòng. Còn với Real Madrid, chiến thắng trong trận cầu siêu kinh điển ngày hôm nay mang lại rất nhiều ý nghĩa. Đầu tiên là về cục diện trên bảng xếp hạng. Có thể nói là cuộc đua vô địch giờ đây đã ngã ngũ khi Real hơn đội xếp sau đến 11 điểm, trong khi chỉ còn 6 vòng đấu. Bên cạnh đó, họ còn cho thấy một sức mạnh vượt trội hoàn toàn so với Barcelona trong chiến dịch năm nay khi giành chiến thắng trong cả 3 lần mà hai đội chạm trán với nhau.